định trong đời sống. Nhưng mà cái chìa khóa nào để quyết định trong sự khôn ngoan? Thì bài học số 3 chúng ta ôn lại. Có 3 điều. Thứ nhất là chúng ta biết rằng tại sao đôi khi ý Chúa đối với chúng ta bao gồm cả sự buồn, phiền và hoạn nạn. Đó là cái câu trả lời nghe lời bài giảng. Thứ nhì, ý Chúa dường như không theo ước muốn của chúng ta. Có những ước muốn của chúng ta mà Chúa không làm theo ý của mình. Cái design của mình, Chúa nhiều khi Chúa không theo, không fulfill được. Ước quá mà Chúa không bao giờ cho điều đó. Nghe lời. Và điểm thứ ba là ý Chúa đã được tiết lộ rồi. Đã được tiết lộ rồi, nghe này. Đã quá khứ, Chúa đã vẽ cho chúng ta một cái bản vẽ. The blueprint. Chúng ta ai biết blueprint không? Cái bản vẽ Chúa đã vẽ thiết kế cho chúng ta cả cuộc đời, chứ không phải là nửa cuộc đời. Đừng nói là 60 năm cuộc đời Chúa vẽ rồi, còn 20 năm nữa kia mà nay nấy làm. Không, Chúa vẽ bản vẽ chúng ta whole life. Ai bán mày hiếm biết liền. Bây giờ anh là hơn whole life nữa. Tới 120 tuổi. So khi mà chúng ta biết được điều đó rồi, chúng ta sẽ biết ý Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ bước qua điểm thứ nhì. Đó là ý Chúa như thế nào để chúng ta quyết định sự khôn ngoan, và làm sao để làm đẹp lòng Chúa. Câu hỏi những cái quyết định nào vì có những buồn phiền hoạn nạn dập đến liên tiếp trong đời sống chúng ta, rồi cái phản ứng của chúng ta như thế nào? Cái phản ứng của chúng ta thường thường là gì? Trách móc, hận thù. Tại sao? Đặt câu hỏi tại sao? Tại sao con phải đối diện điều này? Có nhiều người cứ đặt câu hỏi tại sao. Mà từng rồi tôi có nhắc là đừng dùng chữ trời ơi, nhưng mà tôi thấy nhiều người cũng quen đó, cũng trời ơi tiếp. Thường là chúng ta cứ quen cái miệng cứ trách móc Chúa. Nói chữ trời ơi là chúng ta đang trách móc Chúa đó. Tại Chúa đâu có lỗi gì đâu mà chúng ta lại tại sao cứ trời ơi. Thì cái phản ứng của chúng ta như thế nào? Khi Ngài thiết kế cho đời sống chúng ta thì chúng ta phải hỏi rằng God bless you. Sáng đầu tiên God bless me. Phải không? Sáng vậy God bless me, Chúa ban phước cho con. Thì bây giờ họ đặt câu hỏi là tại sao Chúa phải ban phước cho mình? Why God have to bless you? Tại sao? Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao Chúa ban phước. Thì mình phải đặt câu hỏi, trả câu trả lời là gì? Là con của Chúa thì Chúa ban phước thôi. Chúa đâu có điều đòi điều kiện đâu. Chúa không đòi điều kiện chúng ta, nhưng mà chúng ta phải công bố là chúng ta là con của Chúa. Thì con của Chúa thì phải vâng lời theo Chúa. Thì nếu mà không vâng lời theo Chúa mà nói chữ God bless mình là chỉ nói suông thôi. Giống như nhiều người nói oh God bless you, nhưng mà thật sự cái lòng không có bless, mà thật sự cái chuyện đó cũng không bless nữa. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta không vâng lời Chúa, không đi theo đường lối của Chúa, không làm con của Chúa, ai bless? Chúa không bless thì ai bless? Quý vị ghê quá vậy. Không, Chúa thì là ma quỷ vậy. Không, Chúa thì có thể là không được bless, chưa chắc là ma quỷ nghe, được gì cũng ma quỷ nghe, chưa chắc ma quỷ tới, tại vì Chúa cho mình cơ hội. Có những lúc chúng ta không được bless chứ không phải là ma quỷ. Chưa bless thì nên nhớ là chưa được bless, chưa được phước thôi, chứ không phải là ma quỷ tới nó lấy chúng ta. Ok, rồi ok, bỏ quỷ qua bên đi, quỷ nó không tới đâu, chúng ta là con Chúa. Thế thì hãy tìm hiểu sự thật. Khi chúng ta gọi God bless you hay là God bless me thì chúng ta phải vâng lời. Thì vâng lời phải đi theo quyết định của Chúa, ý Chúa, quyết định của Chúa thì chúng ta sẽ được bless. Chúa nói điều đó. Thì cái đầu tiên, điểm thứ nhất chúng ta sẽ thấy, điểm thứ nhất là quyết định phải bắt đầu khởi xướng. Tôi dịch cái từ initiative, tôi tìm không ra cái chữ đó. Initiative. Chúng ta nói initiate. Cái chiếc xe nó gọi là ignition. Mở máy lên đó, là chúng ta phải mở lên mới biết được chiếc xe nó chạy. Thành ra cái đầu tiên không phải là mình mở lên, nhưng mà là Đức Chúa Trời initiate, Chúa khởi xướng tất cả những quyết định của chúng ta. Làm sao chúng ta biết Chúa mở máy lên? Tại vì bây giờ thời nay xe điện mở lên cũng không biết nó chạy hết không phải. Máy mà ta thì cũng biết. Bây giờ xe điện nó im re. Thì Đức Chúa Trời khởi xướng như thế nào? Hãy xem Châm Ngôn đoạn 4 câu 11-13. Ta đã hướng con vào con đường lối khôn ngoan, dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính. Khi con đi, bước chân con sẽ không ngập ngừng, lúc con chạy cũng không hề vấp ngã. Hãy nắm chặt lời khuyên dạy, đừng buông ra, phải cầm giữ vì nó là sự sống của con. Thấy chữ mà tôi để, cái chữ màu xanh nó là gì? Là có nghĩa là gì? Là đã làm rồi, đã hứa, là có nghĩa là quá khứ. Chúa đã hướng dẫn chúng ta rồi. Bao nhiêu lần trong cuộc đời chúng ta, Chúa đã hướng dẫn rồi.
Lối gì? Lối khôn ngoan dẫn con đi trên đường ngay nẻo chính. Chúa nào mà dẫn chúng ta đi sai mà? Cha mẹ nào dạy con sai? Có cha mẹ nào dạy con đi ăn trộm cướp không? Tại cha mẹ đó ăn trộm cướp cho nên mới dạy con ăn trộm cướp. Cha mẹ nào băng đảng thì mới dạy con làm băng đảng. Mà cha mẹ nào công bình thì dạy con mình điều công bình. Có những người nói tôi rất là độc tài dạy con. Nghe quen không? Tôi dạy con rất là độc tài. Cái độc tài đó nhiều khi không phải là độc tài, nhưng mà đôi khi chúng ta có những quyết định nó bởi vì chúng ta biết được, chúng ta buông ra là nó xảy. Còn cái chúng ta mà chúng ta không nắm giữ được là nó buông, nó chạy. Nó giống như người trứng vậy đó. Chúng ta lớn lên thì chúng ta hiểu được. Nhiều khi chúng ta trứng. Tại vì hồi nhỏ không ai nắm già của chúng ta, cho nên lớn lên trứng. Thì Chúa đã nói ta đã gì? Ta đã hướng dẫn con. Thì nếu mà Chúa hướng dẫn chúng ta thì chúng ta sẽ không còn gì? Vấp ngã. Vấp ngã. Vấp ngã bởi vì chúng ta không gì? Không đi theo hướng dẫn của Chúa. Sự vấp ngã không phải đổ thừa Chúa, nhưng mà Chúa đã initiative. Cứ nhỏ chúng mở cái máy lên là đây đường, đây là con, đây hướng này, hướng bên đây con. Còn cứ quét con, cứ lạng như xe rượu vậy đó, không biết đường nào. Không, Chúa chỉ cho chúng ta. Mấy đứa con của tôi mỗi tối thường 9 giờ tôi nhắc nó lên giường, phải không? Chúng ta ai có con 9 giờ kêu nó lên giường, thì mỗi lần chúng ta nhắc nó thì nó lên. Nhưng mà có bữa thì chúng tôi mệt thì ngủ sớm, thì khuya dậy thì thấy nó còn giữa trời. Phải không? Quen không? Nghe quen không? Ai có con biết? Quen. Thì chúng ta theo Chúa nhỉ? Đến hội thánh được Chúa nhắc mạnh mẽ lắm. Con đường lẽ thật, con là người công chính, được kể là công bình. Bữa thứ hai tự nhiên quên, Chúa không nhắc. Vậy đi nhà thờ tiếp đi. Mà quý vị mà nghỉ ở nhà chừng mấy tháng trời, tôi không biết chúng quý vị đi đường nào nữa đó. Tôi cứ kêu đi nhà thờ hoài là vậy đó. Con cái chúng ta, tôi không với quý vị giống như con cái nhỏ, nhưng mà đôi khi chúng ta là con trẻ thuộc linh. Chúng ta phải chấp nhận được. Dẫu lớn tuổi cái này chúng ta vẫn là con trẻ thuộc linh. Kể cả là một sư. Tôi nói kể mà con sư. Chính tôi nữa. Nếu mà chúng ta không được nhắc nhở thì chúng ta sẽ quên. Có nhiều lúc tôi đã nhắc nhở có nhiều lần, thì mấy đứa con nó quen này. Thì tôi trên lầu đi xuống mà nghe cái tiếng mà cụp 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 thì nó xếp cái computer liền. Nó chỉ nghe tiếng cụp là nó quen rồi, nó biết rồi. Tại mấy lần tôi quát một cái là nó phải chạy. Chúng ta Chúa quát mấy lần rồi thì nhắc nhở, ta đã chỉ con đường. Tại sao chúng ta muốn nó ngủ sớm? Tại vì sáng nó phải dậy nó đi học. Sáng mà chúng ta có ai mà kêu con dậy không? Nó lăn qua rồi, nó lăn trở lại, nó nướng chừng nào nó khát hơn, phải không? Đó. Thì chúng ta cũng khó lòng vậy. Thì Chúa vậy, chúng ta nằm nhà khát luôn, lật qua lật lại không chịu ra khỏi nhà. Thì đó là cái vấn đề trong cuộc sống chúng ta không đi theo đường lối của Chúa. Thì nghe Chúa cụp tới, ok Chúa, con ăn năn ngày mai con đi thờ rồi đi trễ. Chúa đến đừng để Chúa đứng cứ đi cụp như nè. Thì họ vui đâu, cha mẹ nào muốn làm điều đó không? Có nhiều khi chúng ta cũng mệt lắm, cứ nhắc hoài mệt, phải không? Muốn mỏi miệng luôn, nhắc tới nhắc lui. Thì chúng ta không để Chúa làm điều đó, bởi vì Chúa không muốn chúng ta vấp ngã. Chúa không muốn chúng ta vấp ngã. Thì về hứa với tôi ngày hôm nay, đọc trong ngôn đoạn 4 hết đoạn dùm. Hứa ơi, ai hứa giơ tay lên dùm. Đọc hết đoạn 4 dùm. Đây rồi, thank you. Này hứa tôi, chứ không phải hứa Chúa nha. Hứa Chúa là quý vị giơ tay là dướng. Hứa với tôi, đọc hết đoạn 4 thì chúng ta sẽ biết được, chúng ta sẽ bị không bị vấp ngã. Và điểm thứ nhì, chúng ta các quyết định của mình phải thúc đẩy làm điều công chính, ưa sự nhân từ, là bước đi trong sự khiêm nhu. Miche đoạn 6 câu 8. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho người điều gì là thiện? Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Điều thiện không phải là giống như con người định nghĩa làm công đức ở thế gian này. Đúng, làm công đức ở thế gian này cũng là một phần của điều thiện. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng đối với quan điểm của con người thường thường là sai. Tại vì sao? Có những cái điều thiện của con người không phải là điều thiện. Chúng ta biết thường thường chúng ta bị cái gì, hồi xưa mà ai bị cái gì, cái lấy con gà, con vịt đi cúng, hay là đi ra đốt nhang, hay giái bái lại đó, tại sợ. Đức Chúa Trời có đòi chúng ta cúng không?
Không, mà Đức Chúa Trời đâu kêu chúng ta đốt nhang, đốt đèn, đốt này, đốt nọ, không, đâu có bao giờ kêu. Mà chúng ta sao? Vẫn đốt. Mà con người Á Châu chúng ta thì sanh ra lớn lên thì ai cũng theo cái phong tục là gì? Cứ hở tới chuyện gì mà mình làm sai, mình làm trật, mình cảm thấy gì bất an, cái đem cái nhang ra đốt. Mà chúng ta phải biết rồi, những cái đó là xuất phát từ đâu? Chúng ta đã biết nguồn gốc nó từ đâu rồi. Nguồn gốc từ Trung Quốc. Họ sáng kiến ra cái điều đó. Trong khi đó người ta chống Trung Cộng, không bao giờ ai nấy chống China, no more China, no more make in China. Trong khi đó chúng ta làm hết tất cả những phong tục của nó. Phong tục của Trung Quốc nó đem ra, chúng ta học lịch sử, ai mà chưa biết học về lịch sử của Trung Quốc đi. Những cái đốt nhang, đốt đèn, cúng bái đó là đem từ đó ra đó. Học đọc lại đi. Quý vị nào trong online nghe rõ cái điều này, quý vị chống Cộng, chống Trung Quốc thì hãy nhớ chúng ta đang làm điều mà nó hướng dẫn chúng ta. Tại sao cúng bái? Cho nên lý do đó mà người ta làm điều thiện nghĩ là chúng ta dâng cái gì đó hay là cúng dường điều đó để làm điều thiện. Mà Đức Chúa Trời nói rõ, chúng ta đọc ngược lại. Chúa nói là điều gì là thiện, điều gì và Đức Chúa qua đòi hỏi chúng ta phải là điều công chính, điều nhân từ, điều khiêm nhu không? Thì chúng ta phải đọc ngược lại trước đó. Tôi sẽ đem vật gì để chầu trước mặt Đức Giê-hô-va và quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời cao cả? Tôi sẽ đến trước mặt Ngài với những tế lễ thiêu và với những con bê một tuổi sao? Đức Giê-hô-va có thích hàng nghìn chiên đực với hàng vạn song dầu sao? Tôi có nên dâng con đầu lòng của tôi vì sự vi phạm tôi và dâng bông trái của thân thể tôi vì tội lỗi của tôi chăng? Rõ phần, chúng ta rõ phần. Điều này đôi khi chúng ta nhìn nè, trong Cựu Ước Chúa có những lúc mà trong thầy tế lễ thì Chúa gì cho họ dâng những cụ lễ đó, những con chiên đầu lòng, những con đầu lòng này nọ. Nhưng mà đến lúc này là lúc nào? Lúc Mi-chê là lúc thời nào? Ra khỏi nô lệ rồi. Chúng ta đã ra khỏi nô lệ rồi, nhưng mà sao chúng ta lại bước vào một cái nô lệ nữa là 70 năm nữa. Hồi thứ bảy ai nấy học biết liền, ai đi sáng thứ bảy biết liền. Chúng ta đã ra khỏi một cái nô lệ rồi, đi sao? Đi kiếm một cái nô lệ khác để chúng ta ngồi trong đó. Thì Chúa Trời không còn muốn điều này nữa. Khi mà chúng ta ra khỏi cái sự nô lệ rồi, chúng ta dâng của lễ bởi vì chúng ta tạ ơn Chúa, chứ không phải để trao đổi Đức Chúa Trời cái tội lỗi của chúng ta nữa. Chúa không muốn nhìn những điều đó nữa. Cạn gì? Hàng gì? Coi lại hàng gì? Ngàn phải không? Hàng vạn. Hàng vạn. Rồi quỳ lạy trời cao sẽ trước mặt Ngài những thế lễ mà bê con tuổi sao? Đức Giê-hô-va thích hàng nghìn chiên đực, có 1,000 con Chúa cũng không care. Chúng ta có bái lại hết cả cuộc đời, tài sản chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời mà chúng ta vẫn phạm tội, chúng ta thờ thần tượng, chúng ta thờ thần khác, thì đừng bao giờ đem con gì đến Đức Chúa Trời, tại nó là vô ích vô nghĩa và những điều đó là gọi hồi thúi trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta biết khi mà chúng ta con cái mà chúng ta nó làm chúng ta buồn, nó có thể mua chuộc được chúng ta không? Quý vị nào được bị con mua chuộc, đem một đống tiền lại cái ok được này. Đó không phải là cha mẹ, đó chúng ta ham tiền. Khi mà chúng ta thật sự Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời của chúng ta đâu có nghèo phải không? Đem chỉ tới vậy. Có Đức Chúa Trời nào nghèo không? Mấy thần khác nghèo, ma quỷ nghèo, cho nên nó là gì? Cướp, giết, quỷ diệt. Nghèo mới đi ăn cướp, chứ giàu ai đi ăn cướp không? Có người nhà đi ăn cướp đâu. Không giàu còn không đi ăn cướp không? Chúng ta đâu giàu đâu cũng đi ăn cướp đâu phải không? Chỉ có nghèo mới đi ăn cướp thôi. Thì Đức Chúa Trời của chúng ta, Đức Chúa Trời có hết tất cả rồi. Cái gì của Ngài hết trơn, cả vũ trụ này của Ngài hết trơn, tại sao lấy cái đồ của Chúa đi dâng cho Chúa? Chúa muốn gì? Cái tấm lòng. Trong thời tiên tri thì Chúa nói hãy xé gì cô chi? Xé lòng. Thứ này nói vui mấy người nhớ tôi nói đó không? Đừng xé áo, gớm lắm. Xé lòng thôi. Cho nên tới thời tiên tri thì Chúa không muốn những điều đó nữa. Và thời nay người ta cũng cúng tiếp tục. Thì Đức Chúa Trời nói đó là hôi thối rồi. Tại của thế gian là sự tội lỗi, Chúa không muốn nghe nữa, mà Chúa không muốn nhìn nữa. Thành ra chúng ta những cái quyết định trong cuộc đời chúng ta là hãy nhắm vào gì? Điều công chính, điều nhân từ và sự khiêm nhường. Đó là những điều mà Chúa muốn chúng ta dâng cho Ngài. Mỗi cái quyết định của chúng ta phải bắt đầu với sự công chính, với sự nhân từ và cách khiêm nhường.
Điểm thứ ba, quyết định phản ảnh bản chất của Đức Chúa Trời. Bản chất của Đức Chúa Trời là như thế nào? Trong Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 12 và đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Con hãy chú trọng đến việc đọc kinh thánh trong các buổi nhóm, việc khuyên bảo và dạy dỗ cho tới khi ta đến. Thường chúng ta nghe cái câu này thường thường dạy cho những người bước vô chức vụ lúc còn trẻ. Thông thường chúng ta dùng câu này sao? Dạy các con trẻ của chúng ta, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Thường thường nghe nó dần, nhưng mà chúng ta có đọc hết nguyên đoạn đâu. Nguyên đoạn này nên nhắc nhở như thế này: người ta khinh thường chúng ta bởi vì cái quyết định sai của chúng ta. Cái quyết định sai của chúng ta mới người ta khinh thường. Người ta không phải khinh thường vì chúng ta nghèo. Người ta khinh thường chúng ta không bởi vì chúng ta xấu. Người ta khinh thường chúng ta bởi vì chúng ta có gì thiếu sót. Nhưng mà người ta khinh thường chúng ta vì gì? Cách cư xử, đúng vậy. Chúng ta có giàu như thế nào, mình cư xử không đúng thì người ta sẽ khinh thường mình, dẫu mình người nhà giàu. Mà mình nghèo cỡ nào, đừng mặc cảm nói tôi nghèo quá người ta khinh thường tôi. Đừng bao giờ nghĩ điều đó. Tại sao cái cách cư xử của mình là người ta nhìn chứ người ta không có nhìn cái túi tiền? Tại mình có tiền, có được benefit gì người ta đâu, mình đâu có cho người ta đâu, người ta khé. Hoặc mình có tiền người ta, mình cũng có cho người ta đâu mà khé. Cho nên cái cách cư xử đó nó nằm cái quan trọng. Mà cách cư xử như thế nào, làm sao chúng ta có một cách cư xử đúng đắn để người ta không khinh thường chúng ta? Thì gì? Hãy lấy lòng yêu thương, đức tin, trong sạch mà làm gương. Ok, bây giờ thường thường chúng ta hay chấm, ngừng ngay chỗ đó. Nhưng mà một phần nữa, Chúa nói cái làm gương của chúng ta là gì? Con hãy chú trọng đến gì? Đọc kinh thánh. Và trong các buổi nhóm. Đè. Thường thường chúng ta ngừng, cứ dạy chúng ta cách cư xử làm người giống như mà Khổng Tử, Lão Tử thôi, những triết lý của con người thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời nó không phải cái cách cư xử của chúng con như thế đó, không phải cái cách cư xử của chúng ta giống như Lão Tử hay là Khổng Tử. Đức Chúa Trời muốn chúng ta chú trọng cái cách gì? Đọc lời Chúa. Đừng bao giờ ngừng khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Cho nên khi mà về đọc nguyên đoạn giùm tôi, hôm nay chăm ngon rồi thêm đoạn 4 nữa. Khi chúng ta đọc và chú tâm với các buổi nhóm là đừng bỏ qua sự nhóm lại. Tại sao Chúa muốn chúng ta cách cư xử? Bởi vì khi chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ nghe gì? Cái tiếng vang của Ngài trong đời sống mình. Người ta, chúng ta có thể là ăn nói vụng về, cư xử vụng về, nhưng mà cái hành động của chúng ta là một cái tiếng vang lớn hơn. Chúng ta biết rõ điều này phải không? Cái hành động của chúng ta chỉ cần liếc con mắt thôi, người ta cũng thấy mình không ưa mình rồi. Dẫu chúng ta nói dịu dàng, nhẹ nhỏ nhẹ, hello hello nhà nó, nhưng mà cái con mắt chúng ta liếc một cái là thấy rồi rồi. Cho nên cái hành động của chúng ta là cái tiếng vang. Cái cách cư xử đó từ đâu? Nếu mà chúng ta tập trung chú trọng vào lời của Đức Chúa Trời thì có nhiều người nói ồ, nhiều mấy người đó không đi nhà thờ nhiều, mấy người đó đọc kinh thánh nhiều, mà cách đối xử nó họ có khái đâu. Quý vị có câu trả lời không? Đây là câu trả lời đây. Đừng sao lãng ân tứ trong con, là ân tứ đã ban cho con qua lời tiên tri khi hội đồng trưởng lão đặt tay trên con. Hãy thực hành và chú tâm vào những việc này để mọi người thấy sự tiến bộ của con. Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con. Phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy thì con và những người nghe con đều được cứu. Thành ra chúng ta phải nhìn thấy nè, thấy cái sự tiến bộ. Nếu mà họ không đọc kinh thánh, nếu mà họ không đi thờ phượng Chúa còn tệ hơn bây giờ. Chúng ta nghe rõ phải không? Đôi khi chúng ta chỉ trích người đó, ồ đó cũng khá hơn. Nhưng mà nếu mà họ không tập trung chú trọng vào lời của Đức Chúa Trời và đi thờ phượng Chúa thì họ còn tệ hơn nữa. Thì nếu mà chúng ta chỉ trích người khác, nói ồ tại như vậy, người đó như vậy, nhưng mà đó chúng ta chưa biết chúng ta tệ như thế nào. Khi mình nhìn được cái sự tiến bộ, đó là cái người đó tiến bộ.
Còn cái nhìn người nào mà thấy người đó không có tiến bộ, cứ chỉ trích nói người này xấu xa, người kia xấu xa, thì chính mình chưa có tiến bộ. Tiến bộ bằng cách như thế nào? Hãy thực hành các ân tứ của mình. Chúa muốn sử dụng các ân tứ của chúng ta để hầu việc Chúa. Khi hầu việc Chúa thì chúng ta mới bộc lộ được các ân tứ của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Thì khi bộc lộ các ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì Chúa sẽ gì? Nắn chúng ta lại, gò chúng ta lại, xếp chúng ta lại để thích hợp với cái đường lối của Ngài. Người mà không hầu việc Chúa đó thì sẽ không bao giờ được Chúa xếp lại đâu. Thường thường ai đi vô chức vụ thì mới biết được. Chúng ta phải chịu trận nhiều cú. Để chi? Để Chúa nắn chúng ta, gò chúng ta lại. Những cái xương gốc chúng ta, cái cạnh chúng ta nó còn ở ngoài, chưa có vuốt cho nó láng. Đi vào chức vụ vuốt láng con. Chịu vài trận là vuốt láng con hết rồi. Cho nên nếu mà ai nói mà mình, ô tôi chưa tiến bộ, không, phải nhìn hôm qua bữa nay mình khá hơn quá, và ngày mai mình sẽ khá hơn bữa nay, thì Chúa vuốt mình từ từ. Hãy nhìn chính mình để chính mình mới activate được. Trong thời xưa thì ai cũng nói là tập trung vào sứ đồ, mục sư, những tiên tri này nọ thì mới có ân tứ. Tại sao? Tại thời bấy giờ đâu có bao nhiêu người có học, họ đâu biết đọc kinh thánh. Tới thế kỷ thứ 15, 16 cũng chưa có bao nhiêu người biết cách đọc. Đọc cũng không hiểu, rồi họ cũng không biết chữ nữa. Thì họ mới tập trung những người tiên tri hay là mục sư hay là sứ đồ. Nhưng mà thời nay có ai không biết chữ không? Ngồi đây có ai mù chữ không? Không phải không? Có ai chưa học hơn lớp 4 không? Nói xin lỗi, sorry. Nếu mà ai học lớp 3, ai đây tôi biết chắc chắn ai cũng học, mà ai cũng đọc được hết trơn á. Thì có nghĩa là gì? Thì ai cũng có ân tứ hết á. Nếu mà chúng ta không biết thì chúng ta không có ân tứ. Thì Chúa đòi hỏi không phải chỉ những người trong chức vụ thôi, nhưng mà Chúa đòi hỏi những người nào biết đọc, biết viết, biết nói, thì những người đó sẽ có ân tứ. Mà Chúa đòi hỏi cái ân tứ chính chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta phải làm gương cách như thế nào? Hãy chú trọng vào sự đọc kinh thánh và sự thờ phượng Chúa. Những tháng qua thì tôi thấy lần hồi thế hệ sau này á không còn đọc kinh thánh nữa. Cái giới trẻ sau này nó không thích đọc kinh thánh nữa. Chúng ta biết không? Tại vì sao không? Chúng ta biết tại sao nó không thích đọc kinh thánh không? Game nhiều quá. Hồi xưa cũng có game nhỉ. Khi mà chúng ta biết rằng á, cái gì cũng được sự nhắc nhở, cái gì cũng sống trong kỷ luật, thì nó mới làm. Một cái gia đình mà nó khó khăn thì con cái nó mới nó chịu khó, phải không? Cái gì mà không có khó khăn nữa thì nó không còn chịu khó nữa. Chúng ta sung sướng quá, qua Mỹ sung sướng quá cho nên lười. Đó là lý do number one, chứ không phải game đâu. Sung sướng quá. Chúng ta không còn đọc lời Chúa bởi vì bình an quá, không có bệnh hoạn, hoạn nạn xảy ra nữa, cứ im re. Tới chừng hoạn nạn tới là kinh thánh ra. Rồi xong rồi hết hoạn nạn, xong rồi gì? Kinh thánh gác qua bên. Rồi xong hoạn nạn tới. Chúng ta biết rằng, phải không? Đó là lý do. Chúng ta không chú tâm về điều đó thì chúng ta sẽ không làm gương cho chính chúng ta mà không làm gương cho mọi người xung quanh chúng ta. Đó là điểm thứ ba, phải tập trung phản ảnh của Đức Chúa Trời, đó là chúng tâm vào lời của Đức Chúa Trời. Tại bản chất của Ngài ở trong lời của Ngài. Nếu mà chúng ta không tập trung lời của Ngài thì chúng ta không bao giờ có một cái bản chất của Đức Chúa Trời hết. Và điểm thứ tư là điểm cuối cùng. Quyết định nhằm mục đích quan tâm đến người khác. Mỗi người trong anh em đừng chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của mình, nhưng phải quan tâm đến lợi ích của người khác nữa. Khi mà chúng ta nói điều này rất là dễ, phải không? Trong xã hội người nào cũng vậy. Lý do tại sao mà bất hòa, chiến tranh hay là người này chống đối người kia? Tại vì sao? Cái gì mà không có lợi của tôi là tôi sẽ chống đối đó. Cái gì mà không mang ích lợi cho tôi là tôi không được á, tôi không làm. Trong hội thánh cũng vậy. Cái gì mà không có ích lợi cho tôi là tôi không có làm. Chừng nào ích lợi cho tôi thì tôi mới làm. Chúa ban phước tôi mới làm. Nhưng mà nên nhớ như thế này, nó sẽ áp dụng trong đời sống gia đình chúng ta. Tại sao có những gia đình gây gổ với nhau, những gia đình ly tán với nhau? Tại vì lúc nào sao? Mình quan tâm cho mình,
cái cảm giác của mình hơn quan cảm giác của người kia. Thường thường chúng ta đòi hỏi cái người kia phải theo cái cảm giác của mình. Vắt người khác phải gì? Xuống nước. Phải không? Thường thường chúng ta đòi hỏi người kia phải xuống nước thì tôi mới đồng ý, còn người kia không xuống nước thì tôi cũng kình cho tới bến. Họ xuống nước một lần coi chừng, nó xuống một lần nó lên lần khác đó. Họ nhường đâu phải là nhường đâu. Con người không có dễ đâu quý vị ơi. Đừng để tưởng là người ta nhường mình. Bên kia nhường một bữa chứ một bữa sau nó gấp đôi lại đó. Cho nên cái gì nhỉ? Mình nghĩ lợi ích cho người khác là mất tất cả mọi sự là hòa nhã. Khi mà gia đình gây gỗ bởi vì sao? Đó. Nằm ngay tại đó thôi. Chúng ta gây ai? Chúng ta cạnh tranh với ai? Quốc gia này chiến đấu, chiến tranh với quốc gia khác bởi vì sao? Ngay tại đây. Tại chúng ta nghĩ gì? Lợi ích riêng của tôi thôi. Con người lợi ích riêng của tôi thôi. Chúng ta nhớ là thường thường mấy người mà tổng thống lên sao? Tổng thống lên thường thường cứ chê ông kia láo, không nói thật. Xong rồi chính ông cũng láo tiếp. Có người nào mà nói thật đâu phải không? Tại vì mình ích kỷ cho nên mình chê kia người nói không thật, không làm gì cho đất nước, rằng để tôi làm cho tới phiên tôi lên cũng làm không xong. Mình chê người này thì cũng người khác chê. Ai đây coi này mở ngoặc cho xíu, ai ở đây thích coi cái chương trình Family Feud? Tôi có một lần tôi coi cái đó thì họ để cái list mà hỏi là nếu quý vị đi xuống địa ngục thì sẽ gặp ai đầu tiên. Thì cái câu trả lời đầu tiên, number one answer là biết gì không? Chính trị gia. Họ survey trên 43 trên 100 người là người xuống địa ngục đầu tiên là chính trị gia. Rồi cái người thứ nhì là ai biết không? My ex. Cái đó nó vui thôi. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy khi mà chúng ta quan tâm người khác thì chúng ta sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó, mà người ta sẽ không bao giờ stereotype chúng ta, không có nói xấu chúng ta. Tại sao chính trị gia bị nói xấu rất nhiều? Tại vì sao? Người nào cũng vì lợi ích riêng của mình, không bao giờ nghĩ người khác. Lúc nào cũng cho chính mình hết thì bao giờ mới thực hiện được cái sự hòa bình. Đừng bao giờ nói chữ hòa bình khi mình không thực hiện những gì mình quan tâm với người kia. Thì kể cả gia đình, hội thánh và trong công việc làm, sở làm chúng ta nữa, quan tâm người khác thì chúng ta sẽ có sự hòa bình trước mặt chúng ta. Chúng ta không có sự hòa bình, chúng ta có sự bất an, chúng ta có sự canh tranh, ganh ghét. Bởi vì điều đó, chúng ta nhìn lợi ích của người kia đi thì chúng ta sẽ nhìn thấy được. Thì hãy nhìn lợi ích riêng. Thì đọc theo trong Philip đoạn 2 câu 1 câu 3 nói như này. Vậy nếu trong Đấng Christ có sự khích lệ nào, nếu trong tình yêu thương có sự an ủi nào, nếu trong Thánh Linh có sự thông công nào, nếu có lòng yêu thương và cảm thông, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm trí, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình. Có người nói là cái câu này không thực tế. Nó không thực tế. Quý vị nghĩ này thực tế không? Nói thật đi. Cái câu này có thực tế không? Khích lệ, an ủi, cảm thông, hiệp ý với nhau, đồng trí, đồng tư tưởng. Thực tế không? Hai chồng có gây không? Có đồng tư tưởng không? Không đồng tư tưởng mới gây phải không? Không thực tế phải không? Đúng vậy. Nhiều người nói là cái câu này không bao giờ thực tế trơn á. Đọc cho có thôi chứ không có thực tế. Bây giờ hỏi nè. Đây là cái điều tuyệt vời mà chúng ta có thể làm được. Cái sự hạnh phúc, hòa bình nó nằm tại đó đó. Từ ở trong gia đình, sở làm và trên xã hội. Tuyệt vời là nằm ngay tại chỗ này. Thì mọi người nói này không thực tế. Thì mình phải đặt câu hỏi là chính bản thân mình. Mình có muốn người khác tôn trọng mình không? Mình có muốn người khác yêu thương mình không? Mình có muốn đời sống mình có kết quả không? Tại vì chính mình đã công bố là không thực tế. Nhưng mà phải đặt câu hỏi lại, muốn người khác tôn trọng mình không? Muốn người khác yêu thương mình không? Muốn người khác thấy mình là một đời sống có kết quả không? Thì hãy làm điều này thì mình mới được. Chứ đừng đòi hỏi người ta phải tôn trọng tôi. Đừng bao giờ đòi hỏi ồ phải tôn trọng tôi. Why you don't give me respect? Lý do người ta không respect mình, người ta không tôn trọng mình vì chúng ta không thực hiện được điều này. Nếu mà chúng ta đòi hỏi người ta, người khác tôn trọng mình thì ngày hôm nay chúng ta phải thực hiện điều này đi. Chuyện đơn giản,
Mà chúng ta nếu mà nói không thực tế thì chúng ta sẽ không thực hiện được. Mà chúng ta không thực hiện được thì chúng ta sẽ không bao giờ được người khác tôn trọng, mà không được bao giờ được người khác yêu thương. Thì bây giờ phải đổi ngược lại. Tôi muốn người khác tôn trọng tôi muốn người khác yêu thương tôi, mà tôi muốn đời sống tôi kết quả, thì tôi phải có sự cảm thông, yêu thương, phải đồng trí, đồng tư tưởng, vui mừng trọn vẹn như Đấng Christ đã đặt để trong bản chất của chúng ta có sẵn này. Nên nhớ rằng đã có rồi, chúng ta sẽ môi trở lại cái điều đó thôi. Chúng ta có yêu thương họ đủ không? Có thông cảm họ đủ không? Thường thường chúng ta sống càng lâu trong Chúa đó, theo Chúa càng lâu chúng ta trở thành Pharisee, phán đoán, phán xét, không thông cảm người khác. Mình phải thông cảm đến điều thì người ta mới tôn trọng mình. Người ta tôn trọng mình thì mình làm chứng nó dễ hơn. Người ta tôn trọng mình thì mình mới nói lời Đức Chúa Trời nó hiệu quả hơn. Còn người ta tôn trọng trước mặt mình nhưng mà sau lưng sao? Nó nói xấu mà, nó nói ông này giống như Pharisee, bà này nói giống như phán xét, phán đoán tôi tối ngày, là nó giống như Pharisee, đạo đức giả. Làm sao tôi tin Chúa? Thì chúng ta phải yêu thương họ và sống cảm thông với họ. Dĩ nhiên chúng ta không giống họ, nhưng mà chúng ta phải cảm thông đến mức độ nào đó người ta mới tôn trọng mình. Hôm nay đó là những điều nhắc nhở. Kết luận có 4 điểm. Thứ nhất, quyết định phải bắt đầu khởi xướng từ Đức Chúa Trời. Quyết định của chúng ta phải bắt đầu từ Chúa. Thứ nhì, các quyết định của chúng ta phải thúc đẩy những điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi trong cách khiêm nhu. Điểm thứ ba, quyết định phải phản ảnh bản chất của Đức Chúa Trời. Và điểm cuối cùng, quyết định nhằm mục đích quan tâm đến người khác. Đây là quyết định ý Chúa, theo ý Chúa. Đó là sự khôn ngoan mà Chúa dạy cho chúng ta. Trên hết các quyết định này, chúng ta thấy trên hết các quyết định này, nhưng mà Chúa đòi hỏi cái đức tin. Tại vì chúng ta không thể làm được. Chúa đòi hỏi cái đức tin của chúng ta. Tại sao? Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Chúng ta điều này rất là khó. 4 điều đó rất là khó. Bởi vậy chúng ta phải cậy vào đức tin. Mà chúng ta có đức tin thì chúng ta sẽ hài lòng. Hài lòng Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta. Ai đã đọc hết đoạn 11 Hebrew rồi? Nhớ trong sách Hebrew đoạn 11 nói như thế nào? Nay về đọc thêm đoạn nữa. Tới 3 đoạn. Hebrew đoạn 11, ai nhớ đoạn 11? Trong sách Hebrew đoạn 11, tác giả nhắc những anh hùng đức tin. Nhắc đến tên Abel, nhắc đến Noe, nhắc đến Hinoch, nhắc đến Abraham. Những người đó họ làm điều gì? Họ có đức tin thì mới thực hiện được việc lớn cho Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Hinoch, đặc biệt của Hinoch là gì? Làm sao ông biết được? Ông chết, ông tự nhiên ông cắt cánh ông bay đi. Ông không hề qua sự chết, không hề qua sự đớn đau, bởi vì đức tin của ông thực hiện được. Abraham là một người có gì? Cái bàn tay trắng. Không có gì hết. Bởi đức tin mà ông có tất cả. Ông giàu nhất thời bấy giờ. Đức tin. Và chúng ta biết Noe, bởi đức tin cho nên Chúa mới chọn gia đình ông bắt đầu trở lại. Đây là những anh hùng đức tin trong đoạn 11 Hebrew. Đọc lại điều đó để chúng ta thấy. Bởi đức tin thì chúng ta hôm nay chúng ta có 4 điều nhỏ mọn này thôi. 4 điều nhỏ nhoi này thôi mà chúng ta không làm được bởi vì chúng ta không có đức tin. Nếu chúng ta có đức tin có thể thực hiện được 4 điều này thì chắc chắn cuộc đời chúng ta sẽ gì? Sẽ không trải qua sự chết. Tôi nói là chết trong thuộc linh. Chúng ta sẽ như gia đình Noe sẽ được kể là công bình. Và chúng ta như Abraham, như là tổ phụ của đức tin mà là người giàu nhất thời bây giờ. Nếu mà chúng ta thực hiện được thì chúng ta sẽ có những điều đó. Thì hôm nay quyết định của chúng ta bắt đầu từ đâu? Quyết định của chúng ta bắt đầu từ đâu? Sự khôn ngoan mình bắt đầu từ đâu? Nhiều khi chúng ta rối quá, bối rối, vấn đề xảy ra.
thì phải nhìn cái chìa khóa là cái sự giao phó. Đầu phục giao phó tất cả những điều mà gì mà thuộc về Chúa, thì Chúa sẽ đem những điều tốt nhất cho đời sống chúng ta. Mọi người hãy kêu cầu Chúa sáng hôm nay. Có những quyết định của con sai lầm, có những quyết định của con không có sự khôn ngoan, bởi vì những năm tháng qua có thể con nghe nhưng mà con không thực hành được, con thấy nhưng mà con không thể ứng dụng được. Thì hôm nay bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu Christ, Chúa ban năng lực đời sống của con, đời sống chúng con tại đây, để nhận biết chúng con là kẻ yếu đuối, thì chúng con nhờ sức Chúa để chúng con bước tới và biết định khôn ngoan. Mọi phước hạnh, điều tốt nhất Chúa sẽ ban cho chúng con, trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.